Kính thưa quý vị, giáo sư Trương Nguyễn Thành, người từng gây chú ý khi mặc quần đùi lên lớp giảng bài, vừa có email gửi tới cán bộ, giảng viên, sinh viên về quyết định rời khỏi trường Đại học Hoa Sen vì lý do là không được công nhận trở thành hiệu trưởng của trường này. Trong email, ông Trương Nguyễn Thành cũng cho biết hơn một năm qua, ông có cơ hội đồng hành cùng anh chị em vượt qua nhiều thử thách trong thời gian đầu khi ban giám hiệu mới tiếp quản trường, cũng như cùng nhau xây dựng nhiều dự án mới sau đó. Ông viết, thời gian qua không quá ngắn để tôi có một gắn bó với con người hoa sen, cảm kích với lối sống tình cảm của nhiều anh chị em và cảm động với nhiều chia sẻ chân thành của sinh viên. Con người hoa sen thật đáng quý. Ông Trương Nguyễn Thành cũng cho rằng dù ở hoàn cảnh nào thì đọc hoa sen cũng phải phát triển tiến về phía trước dựa trên những nền tảng vững chắc đã được xây dựng trong nhiều năm qua. Theo ông Thành, đọc hoa sen sẽ có một vị hiệu trưởng mới xứng đáng và tỏ ý rất tiếc khi không được tiếp tục đồng hành cùng với ngôi trường này.